Thân mến, chào mừng các bạn học sinh tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Trong video này, chúng ta tiếp tục phần luyện đọc của Unit 12 và chúng ta sẽ làm hết cái task 2 và cái after you read luôn trong cái video này. Rồi, nếu cái video trước chúng ta đã hiểu được cái bài đọc rồi và chúng ta đã làm cái bài tập số 1 rồi, cái task 1 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm task 2 là trả lời những câu hỏi dưới đây. Những câu hỏi nó có 5 câu hỏi sau khi chúng ta đã đọc cái bài đọc nha các bạn nha. Cái bài đọc này, nếu các bạn nào không nhớ cái nội dung bài đọc, cái ý nghĩa nội dung của nó như thế nào đó, thì các bạn có thể xem lại cái video trước về cái nội dung bài đọc các bạn nha. Đó, cái video trước là đã có trong cái danh sách phát của tiếng Anh lớp 10 của mình, Unit 12 á, là có rồi các bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm ở Unit Vân, chúng ta làm ở bài tập số 2. Bài tập 2 thì trước khi vào làm bài tập, các bạn chỉ có bỏ ít thời gian thôi để nhấn đăng ký, nhấn thích, nhấn chia sẻ để cho kênh chúng ta ngày càng phát triển các bạn nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ câu thứ nhất của bài tập số 2 là người ta hỏi thế nào các bạn này. Hai điều gì mà nó làm cho con người khác với những loài động vật khác? Các bạn khi để ý những một cái câu nó rất là dài này, các bạn để ý cái từ để hỏi và cái động từ chính của nó rất quan trọng các bạn. Hai cái điều gì, có hai cái điều gì này các bạn thấy nhá, có hai điều gì mà cái mà làm cho con người khác với những loài động vật khác đó, cái cách để chúng ta đọc hiểu cái câu hỏi của người ta đó. Vậy thì trong lúc chúng ta đọc hôm cái video trước, chúng ta đọc rất kỹ rồi đó, nó có hai điều mà làm cho con người khác với những loài động vật khác là gì đó các bạn? À đúng rồi, ngôn ngữ và âm nhạc. Đúng rồi đó, có hai điều. Đây, các bạn ghi ra câu trả lời luôn. Ngôn ngữ và âm nhạc trong cái bài đọc chúng ta rất rõ rồi đúng không nào? Đây, ngôn ngữ và âm nhạc đây. Có hai điều mà làm cho con người khác với những loài động vật khác là ngôn ngữ và âm nhạc. Rất rõ đúng không nào? Trong bài đọc có nói rồi, ta không có quay trở lại bài đọc nữa. Các bạn xem lại cái video trước để chúng ta thấy nha. Đây, ngôn ngữ và âm nhạc có hai điều đó. Và thì ta vừa trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai này, các bạn để ý chúng ta nắm hiểu câu hỏi này. Âm nhạc, các bạn để ý này, tại sao này, có chữ tại sao là chúng ta phải nói tại sao chút này. Tại sao âm nhạc là một phương tiện giao tiếp quyền năng á, mình dùng từ này quyền năng á, là mình nói theo cái nghĩa cơ học như vậy, nhưng là mình hiểu ngay nó là một phương tiện giao tiếp vô cùng là quan trọng đó, vô cùng là có sức ảnh hưởng lớn đó, ý là như thế. Có nghĩa là tại sao âm nhạc là một cái phương tiện, là một phương tiện giao tiếp tuyệt vời quyền năng như thế, có sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy, ý là như thế các bạn nha. Rồi tại sao chúng ta lý giải trong cái bài đọc cũng đã có nói hết rồi. Đây bởi vì nó diễn đạt, nó biểu đạt, nó diễn ra tả những cái ý tưởng này, những cái tư tưởng, suy nghĩ này và nhiều cái cảm xúc của con người, cảm giác của con người qua âm nhạc, nó diễn tả đạt hết. Đôi lúc ngôn ngữ không thể diễn đạt hết được bằng cái âm nhạc các bạn nhé, chứ không phải là âm nhạc nó có cái quyền năng riêng của nó. Đó thì các bạn, trong bài đọc nó có nói rất rõ chỗ này rồi, chúng ta chỉ cần viết câu trả lời ra thôi. Rồi, đó là câu số 2 chúng ta trả lời được. Câu số 3 này các bạn. How là như thế nào đó, đúng không nào? Rồi, vậy thì như thế nào chỗ này? Âm nhạc tạo nên không gian chung, có thể tạo nên không gian chung cho những sự kiện và những dịp đặc biệt như thế nào? Đó, lúc này chữ như thế nào ta nói sau cùng, đúng không? Trước này là hai chữ này ta có thể nói đầu, nhưng chữ này ta nói sau cùng. Ta chuyển nghĩa làm sao mà cho người nghe người ta hiểu là được. Âm nhạc có thể tạo nên một cái không gian riêng đặc thù cho những sự kiện và những dịp đặc biệt như thế nào? Đó, như trong bài đọc chúng ta thấy là trong không gian nghiêm trang nó có nhạc nghiêm trang, trong không gian tang thương đau buồn nó có nhạc của đau buồn, trong không gian vui vẻ phấn khích thì nó có nhạc của vui vẻ phấn khích, đúng không? Trong bài đọc hôm video trước chúng ta nói rất rõ rồi đó. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần ghi vào câu trả lời thôi. Đây, nó là âm nhạc đó, nó thêm vào sự vui vẻ, nó thêm vào sự vui vẻ sảng khoái cho một cái bầu không khí lễ hội, và nó cũng tạo nên một cái
một cái sự trang nghiêm và đau buồn cho một đám ma. Đó, các bạn thấy chưa? Bất cứ một hoàn cảnh nào nó đều có cái âm nhạc riêng của nó, có ngôn ngữ âm nhạc riêng của nó, và nó tạo nên một bầu không khí chung cho cả một không gian đó. Chỉ có âm nhạc mới làm được điều đó các bạn nha. Rồi, bây giờ ta tiếp theo câu số 4. Câu số 4 là sao? Âm nhạc có thể giải trí như thế nào? Đó, các bạn thấy chưa? Mình dịch là mình phải dịch như vậy. Âm nhạc có thể giải trí như thế nào? Ok, âm nhạc có thể giải trí như thế nào các bạn? Nhìn vô đây rất dễ đúng không nào? Đây các bạn nhìn này. Âm nhạc là nó này, có thể giải trí cho nhiều người, có thể làm cho nhiều người giải trí. Nó là cái gì? Nó có thể làm cho con người hạnh phúc này, phấn khởi này, thư giãn này, và nó cũng có thể khích lệ lên những cái cảm xúc, cảm giác của con người. Đó, các bạn làm phấn chấn lên những cảm giác của con người vân vân. Đó, thì âm nhạc thì nó làm được rất là nhiều việc về như vậy cho con người đó. Rồi, bây giờ làm câu cuối cùng. Tại sao? Lúc này là tại sao là phải nói đầu tiên liền. Tại sao âm nhạc thì luôn luôn là một ngành kinh doanh lớn, là một ngành kinh doanh, một ngành kinh doanh thương mại lớn đó. Đó, kinh doanh một ngành làm ăn lớn đó. Rất dễ đúng không? Thế này, các bạn nhìn đây. Bởi vì sao? Bởi vì âm nhạc, bây giờ âm nhạc nó là một cái ngành công nghiệp tạo ra lợi nhuận hàng tỷ đô la đó các bạn, hàng tỷ đô la đó. Như vậy là rất là dễ trả lời đúng không? Trong bài đọc nó có hết rồi, ta chỉ việc ghi ra thôi. Đó, như vậy là chúng ta vừa trải qua cái bài tập số 2, chúng ta cũng đã làm xong bài tập số 2. Và sau cái bài tập số 2 thì nó có cái phần after you read. Cái phần này á là một phần cũng tương đối là quan trọng sau mỗi cái kỹ năng. Trong cái phần này á là nó có hai câu hỏi, mà nó hỏi chúng ta làm việc theo cặp và hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây. Câu hỏi thứ nhất á là có bao nhiêu vai trò, có nghĩa là âm nhạc có bao nhiêu vai trò được đề cập trong bài test này, trong bài 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 văn bài đọc đó. Âm nhạc có bao nhiêu vai trò? Và câu hỏi số 2 là trong quan điểm của bạn, trong quan điểm của bạn, cái vai trò nào của âm nhạc là quan trọng nhất? Trong quan điểm của bạn, vai trò nào của âm nhạc là quan trọng nhất? Vậy thì ta trả lời cho câu hỏi thứ nhất là sao? Ta trả lời cho câu hỏi thứ nhất là bao nhiêu vai trò, âm nhạc có bao nhiêu vai trò được đề cập trong bài test? Rất dễ đúng không? Đây, trong bài test chúng ta thấy âm nhạc có 5 vai trò. Có 5 vai trò được đề cập trong bài test. Thì 5 vai trò đó là chúng ta liệt kê ra trong bài test nó có rồi. Các bạn không có mất thời gian để xem lại. Các bạn nếu mà không rõ thì có thể bạn xem lại bài test, nó có 5 vai trò chúng ta đã dịch ra rất là rõ rồi nha. Rồi, bây giờ câu 2 này. Theo quan điểm của bạn, vai trò nào của âm nhạc là quan trọng nhất? Thì tùy vào quan điểm của mỗi người mà chúng ta có câu trả lời cho riêng chúng ta. Thế thì trong quan điểm của tôi cũng như một số bạn á, thì đa phần là người ta vẫn công nhận một số cái vai trò mang tính đại diện của âm nhạc và nó là quan trọng nhất. Và thường thường trả lời cho câu này á thì các bạn bắt đầu trả lời nó thì các bạn thường ghi là in my opinion, hoặc thường nói cũng được các bạn. Đây là phần luyện nói cho nên các bạn nói này, cái chỗ này là phần nói này, thì các bạn phải nói là in my opinion, là trong quan điểm của tôi, hoặc là tôi nghĩ rằng I think that, hoặc là mình cũng có thể nói I believe that, là tôi tin rằng cũng được vân vân. Đó là cách mào đầu của chúng ta khi trả lời là cái quan điểm của mình như thế nào. Rồi bắt đầu mình đề cập quan điểm. Cái vai trò diễn đạt hay là biểu lộ ý tưởng, tư tưởng, suy nghĩ và cảm giác của con người là quan trọng nhất. Đó là quan điểm của mình. Bởi vì âm nhạc có thể diễn đạt được cái sự giận dữ, cái sự yêu quý, cái sự ghét bỏ, cái tình bạn hữu của con người, và nó có thể khảo sát được, đo được cái những niềm hy vọng và những ước mơ của con người, của một người. Đó, đó là cái vai trò quan trọng đầu tiên. Đó, cái lý do vì sao nó quan trọng vậy. Và mình có thể nói thêm, âm nhạc cũng cũng có thể làm sao làm cho những ngày buồn bã u sầu trở nên thú vị hơn, được chưa, và vui vẻ hơn. Lắng nghe những bài hát yêu thích của mình trong những ngày mùa đông lạnh dài, thì trong những ngày mùa đông á, dài, có thể là một liệu pháp tuyệt vời cho tâm hồn của chúng ta. Đó là cách chúng ta trả lời cho nó văn chương tí đó.
Đó, như vậy các bạn nhé, như vậy là qua cái phần trình bày quan điểm của mình đây, nó có một số từ tương đối phát âm hơi khó và mình đã liệt kê ra đây để cho các bạn luyện phát âm cho chuẩn nha. Như cái từ này, quan điểm này, thì mình phát âm là opinion, opinion. Rồi, ok. Rồi, tương tự từ này, express, nguyên mẫu của họ nè, express, các bạn để ý nè, express, rồi, nếu thêm in là expressing, ok. Rồi, tương tự là tư tưởng suy nghĩ nè, thoughts, các bạn để ý nè, âm vô thanh, đó, âm vô thanh này tôi nói nhiều rồi, đưa đầu lưỡi ra, đưa cái đầu lưỡi ra hai khe hàm răng, giữa hai khe hàm răng đó, rồi, âm hơi bung ra, âm vô thanh, rồi, âm o, t, âm rồi, âm t, rồi âm thoughts, các bạn thấy nhá, thoughts, ok, most, đây, most, một số bạn đọc cái chỗ này là most, no, không có most các bạn nhá, mà là most, còn người Mỹ có thể người ta đọc là most, người Anh là most, các bạn thấy chưa, most, rồi, important, âm cuối, because, important, đây, rồi, because, đây, because, anger, giận dữ này, chưa giận dữ này, đây, anger, convey, đây, convey, hopes, này, cái chữ này hơi khó phát âm các bạn này, một số các bạn đọc là hope, no, giọng Mỹ người ta đọc là hope, giọng Anh là hope, rằng nếu số nhiều là hopes, ok, pss, bạn đấy nha, hopes, ok, rồi, gloomy, đây, ngày u buồn từng một ngày sầu não đó, gloomy, favorite, các bạn đừng đọc là favorite, no, favorite, mặc dù nó có đó nhưng nó rất là yếu, favorite, ok, rồi, therapy, đây, âm vô thanh, gặp lại nó rồi, thấy chưa, therapy, p, therapy, souls, đây, tâm hồn này, souls, người Mỹ, souls, người Anh, souls, thấy chưa, souls, ok. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái bài tập số 2 của phần luyện đọc luôn, và phần sau khi chúng ta đọc luôn là chúng ta cũng đã kết thúc cái video này. Mong các bạn thích video này và các bạn nhấn like và nhấn chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để chúng ta ngày càng phát triển các bạn nhé. Và mình sẽ làm rất nhiều video cho các bạn học tiếp theo. Rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo để chúng ta học phần speaking. Bây giờ chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều vui.